Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Hôn nhân mật ngọt của Đan Nguyên và vợ doanh nhân Ca sĩ Đan Nguyên và vợ doanh nhân đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son sau gần một năm về chung nhà. Quý Bình công khai yêu doanh nhân Thùy Dung từ 2018. Cặp đôi tổ chức đám cưới giữa tháng 12 năm 2023. Là doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản, những ngày đầu sau hôn lễ, Thùy Dung trở lại điều hành công ty mà không hưởng trăng mật cùng ông xã. Mỗi ngày, cô đến văn phòng từ 8 giờ sáng và kết thúc công việc vào tối muộn. Hôm nào hoàn tất công việc sớm, cô tranh thủ về nhà chuẩn bị bữa tối cho chồng. Nếu một trong hai đều bận việc, người còn lại sẽ hỏi thăm đối phương muốn ăn gì để chuẩn bị trước. Bận rộn với công việc riêng nhưng Thùy Dung đặc biệt quan tâm tới các hoạt động nghệ thuật của chồng. Đầu tháng 1, khi ca sĩ Đan Nguyên tổ chức một đêm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh, Thùy Dung đang bận công tác ở Phú Quốc nhưng vẫn quyết định đặt chuyến bay lúc chiều tối để kịp về ủng hộ ông xã. Cô gọi vui đó là vì yêu mà bay hành trình đam mê nghệ thuật của anh luôn có em cô thường lui tới những đêm nhạc của chồng để cổ vũ hay thể hiện sự quan tâm tới ekip làm phim chồng tham gia không chỉ yêu thương chồng thùy dung còn quan tâm đến gia đình đan nguyên mỗi dịp cuối tuần nữ doanh nhân lại cùng ông xã trở về quê nhà hóc môn là nữ tướng trên thương trường nhưng ở nhà chồng thùy dung không ngại lăn xả chuyện bếp núc nàng dâu sắn tay áo hái rau bắt cá vào bếp nấu những món ngon, chiêu đãi đại gia đình nhà chồng. Cuối tháng 8, gia đình chồng có đám rỗ, Thùy Dung hoàn thành xong công việc với đối tác đã tranh thủ đến dự. Ăn xong, cô xuống bếp rửa bát. Mẹ Đan Nguyên sợ con dâu vất vả nhưng Thùy Dung cười đáp, con rửa một chút là xong thôi. dáng vẻ nhanh nhẹn, tháo vát của Thùy Dung khi làm việc nhà được nhiều khán giả khen ngợi. Tôi thấy mình có giá trị hơn khi làm những việc này. Tôi thích ở nhà, thích gần gũi với mọi người trong gia đình và anh Nguyên cũng vậy, cô nói. Đan Nguyên tiết lộ vợ được lòng tất cả thành viên trong gia đình anh bởi sự hòa nhã, chu đáo. Thùy Dung cho biết cô may mắn khi chồng và gia đình anh rất thương, thông cảm cho công việc bận rộn của cô. Đan Nguyên để vợ thoải mái làm việc không phải suy nghĩ nhiều đến trọng trách làm dâu, làm vợ của cô. Dẫu vậy, cô vẫn tự ý thức vun vén tổ ấm nhỏ mỗi ngày cả tôi và anh nguyên đều có những thành công riêng trong lĩnh vực mình theo đuổi sau khi kết hôn chúng tôi đặt ra nhiều mục tiêu mới để mỗi người là động lực cho người còn lại làm tốt gấp bội nhiệm vụ của mình riêng tôi là phụ nữ cần hoàn thành tốt cả vai trò người vợ người mẹ vun vén cho tổ ấm nhỏ để chồng yên tâm phát triển công việc tôi luôn tự nhủ rằng mình phải xứng đáng với vị trí vợ anh nguyên cô chia sẻ Đan Nguyên chăm sóc vợ trong những chuyến công tác chung. Ít chia sẻ ảnh cuộc sống riêng tư sau khi kết hôn nhưng Đan Nguyên giữ tương tác ngọt ngào với bà xã qua mỗi dòng bình luận trên mạng xã hội. Một lần anh nhắn vợ, nếu có những lúc sóng gió, xin em nhớ cho đôi ta hôm nay. Qua bao đắng cay, tay vẫn ghi chặt tay, em nhé, Thùy Dung cũng thể hiện sự lãng mạn. Cô từng làm thơ tặng chồng, hôm nay mùng 8 tháng 3 em xin giặt hộ áo em giúp chồng. Nếu anh chưa thấy hài lòng, thì em giặt nốt áo chồng luôn nha. Cho em được phép hái cả, cho em được phép quét nhà nấu cơm. Mỗi năm được có một hôm, em đây cũng chẳng bồn chồn chi đâu. Hoa quả em có cả lầu, nên em chỉ thích đi đâu cùng chồng. Tụi mình quấn quýt thong rong, quyết có em bé em bồng, anh chăm chấm một năm tháng 9 là sinh nhật Thùy Dung. Nhiều tháng qua, cô đi công tác, mắc kẹt tại Phú Quốc vì dịch. Mừng sinh nhật vợ, Đan Nguyên âm thầm thực hiện ca khúc nợ nhau cả một đời tặng bà xã. Video minh họa là những khoảnh khắc tình tứ của vợ chồng son trong 4 năm yêu. Lời bài hát là lời tâm sự của Đan Nguyên gửi tới Thùy Dung nếu có những lúc sóng gió, xin em nhớ cho đôi ta hôm nay, qua bao đắng cay, tay vẫn ghì chặt tay. Nếu có những lúc yếu đuối, xin em đến bên cho anh hôn đôi mồi. Cho anh khẽ riêng bên tay em thôi, lời dịu dàng nhất trên đời đan nguyên thừa nhận khi còn độc thân, anh dành nhiều tâm sức, mải miết cho công việc. Nhưng sau khi kết hôn, anh thấy bản thân có trách nhiệm hơn với tổ ấm nhỏ. Anh thu xếp công việc chu toàn để có thời gian ở bên Thùy Dung lâu nhất có thể. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh cùng vợ tìm niềm vui bằng việc chăm sóc cây cảnh, vườn tược, cùng vào bếp nấu ăn những việc làm này góp phần giúp hai vợ chồng nuôi dưỡng thổi lửa yêu trong đời sống hôn nhân đan nguyên đồng hành cùng vợ trong nhiều hoạt động thiện nguyện anh thấy mình may mắn khi cưới được người phụ nữ mạnh mẽ tài giỏi như thùy dung để xứng với cô ấy tôi cũng phải nhìn lại mình cố gắng thật nhiều để không thấy tự ti tôi và cô ấy luôn cho nhau sự tự tin khi sánh bước anh nói trong mắt đan nguyên vợ ghen rất đáng yêu anh bảo nếu cô không ghen không hay giận hờn vu vơ thì chưa chắc anh đã yêu vợ nhiều đến như thế đàn ông không phải lúc nào cũng thích phụ nữ vui cười hay lúc nào cũng u buồn căng thẳng tôi cần một người phụ nữ phải có lúc này lúc kia lúc mưa lúc nắng thùy dung là người phụ nữ như vậy anh nói anh thừa nhận cả mình và vợ đều nóng tính ai cũng có cái tôi lớn sự thành công nhất định trong công việc nên cái tôi rất quyết liệt mạnh mẽ tuy nhiên họ luôn im lặng nhưng nhịn nhau mỗi khi bất đồng quan điểm sống anh nói mình là người có nhiều khuyết điểm và sống hơi nguyên tắc khi cưới dung anh hứa với vợ sẽ bớt khó tính để dung dễ thở hơn đan nguyên và bà xã đều mong ngóng đón thành viên mới cả hai lên kế hoạch sinh con và mong sớm có tin vui trong tương lai gần tuy nhiên Chuyện con cái là duyên trời nên cặp đôi không tính trước. Ca sĩ Đan Nguyên luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Được biết đến là một hiện tượng âm nhạc Việt Nam nổi tiếng tại hải ngoại với dòng nhạc trữ tình, Đan Nguyên đã trở thành một trong những được yêu thích nhất tại hải ngoại cũng như quê nhà. Vậy tiểu sử của Đan Nguyên như thế nào? Cuộc sống hiện tại ra sao? Bạn hãy tìm hiểu trong bài viết sau đây của chúng tôi ca sĩ Đan Nguyên sinh ngày 09 tháng 07 năm 1984 tại thị trấn Phú Lộc, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Năm 1998, anh cùng gia đình là mẹ, hai em gái và một em trai sang định cư ở Hoa Kỳ. Hiện nay, ca sĩ Đan Nguyên thường góp mặt trong các chương trình ca nhạc của người Việt ở hải ngoại, cũng như lưu diễn ở Anh, Canada. Đan Nguyên một trong những nam ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình sâu lắng gây ấn tượng với giọng hát cao vút đầy nội lực. Những ca khúc của anh luôn đi sâu vào lòng khán giả hải ngoại cũng như trong nước. Sở hữu chất giọng đặc biệt, Đan Nguyên là một cái tên xuất sắc tại trung tâm nhạc hội Asia. Là một nghệ sĩ khá kín tiếng về chuyện đời tư nên ít ai biết về sự nghiệp từ lúc chưa nổi tiếng đến bây giờ của anh như thế nào. Để biết thêm chi tiết cùng tìm hiểu con đường sự nghiệp của anh qua nội dung dưới đây, sau khi nhận được 5 giải thưởng danh giá từ 6 cuộc thi anh đã tham gia từ Bắc Cali tới Nam Cali. Anh đã tình cờ gặp được ca sĩ Chít Thùy Trang trong một chương trình đại nhạc hội tại San Jose. Lần gặp gỡ này đã giúp CD đầu tay của anh đến được tận tay Giám đốc Trung tâm Asia, Trúc Hồ và Thi Vân. Sau đó không lâu ca sĩ Đan Nguyên được mời đến thử giọng tại trung tâm Asia. Trong chương trình Asia 55 anh cùng với ca sĩ Chế Linh song ca ca khúc thói đời của nhạc sĩ Trúc Phương. Màn song ca này đã mang đến thành công cho anh tại đêm nhạc hội năm 2007. Đan Nguyên đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả. Và từ đó cái tên Đan Nguyên gần như không còn xa lạ với khán giả yêu âm nhạc trong và ngoài nước dòng nhạc anh theo đuổi là dòng nhạc chữ tình buồn ca sĩ đan nguyên cho biết anh lựa chọn dòng nhạc này vì một phần là đam mê từ nhỏ một phần là do anh nhận thấy dòng nhạc này ngày một ít người theo đuổi nên anh muốn duy trì nó để phục vụ khán giả và những người yêu thích dòng nhạc này là một trong những ca sĩ nổi tiếng đan nguyên cho biết anh cũng cảm thấy bất mãn khi tên tuổi của anh lại gắn liền với hình ảnh cậu bé bán kẹo kéo được mọi người hay nhắc tới sự việc này bắt đầu từ khi một đoạn video của một cậu bé 22 tuổi tên Trọng Nghĩa được nhiều người quan tâm. Những khán giả xem qua đã cho rằng cậu bé có giọng hát ngọt ngào không thua kém gì ca sĩ Đan Nguyên. Từ đó nghệ danh Đan Nguyên đường phố hay Đan Nguyên kẹo kéo ra đời. Theo chia sẻ của nam ca sĩ thì anh không biết tại sao mọi người lại nhắc đến anh mỗi khi nói đến cậu bé hát nhạc đường phố ấy bị mượn tên tuổi của mình nam ca sĩ cũng cảm thấy không thoải mái khi nhắc tới vấn đề này từ lâu nhiều người hâm mộ vẫn thường chia sẻ rằng đan nguyên chia sẻ cuộc sống vô cùng giàu sang tại mỹ qua việc thấy anh khoe ảnh đang đứng bên cạnh một chiếc siêu xe của mình không chỉ được yêu quý bởi giọng hát mà ca sĩ đan nguyên còn được khán giả việt yêu mến bởi tấm lòng luôn hướng về quê nhà dù đã xa quê hơn hai thập kỷ nhưng dịp Tết Nguyên đán nam ca sĩ đã gửi nhiều phần quà đến đồng bào khó khăn trong nước. Đan Nguyên không mấy khi tiết lộ về cuộc sống đời tư của mình. Trong một vài lần trả lời truyền thông và trên trang cá nhân của mình ca sĩ Đan Nguyên vẫn thường khẳng định hiện tại anh vẫn độc thân. Trong cuộc trò chuyện ngắn cùng truyền thông ca sĩ Đan Nguyên cũng có những bật mí thú vị về cuộc sống hiện tại của mình. Khi được hỏi bao giờ thì anh mới công khai bạn gái nam ca sĩ liền trả lời rằng mình không phải là người kín tiếng. Và cũng khẳng định mình chưa có bạn gái bao giờ có sẽ thông báo đến mọi người sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.